Chào quý vị, đó là chương trình trực diện TV. Trong mấy ngày vừa qua, kể từ sau cái ngày mà lực lượng FBI, Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ, họ đột nhập vào nơi ở của gia đình ông giám sát viên An Rudolph. Ông An Rudolph là một người mà giữ cái chức vụ lớn nhất trong cái quận Cam, mà gốc Việt đó quý vị. Và người ta đột kích vào đâu? Đột kích vào nhà ở của ông Andrew, cũng là nhà ở của vợ ông ta, cũng là một cái dân cử khác, một cái niềm hãnh diện của cộng đồng gọi là tị nạn cộng sản ở cái vùng quận Cam, là bà Cherry Phạm. Và nhà của ai nữa? Nhà của con gái ruột của ông Andrew Độ. Bên cạnh đó thì người ta cũng đột nhập vào một số những cái người khác là trong một tổ chức mang tên là VAST, một cái tổ chức là Việt Mỹ, một cái hội Việt Mỹ. Hội đó là một cái hội từ thiện, và cũng chính vì cái hội này, chính vì cái hoạt động của ông Andrew Độ đã cùng với các đồng viện hay là bản thân của mình trong cái phạm vi quyền hạn đã chi những cái đồng tiền cho cái tổ chức đó. Và tổ chức đó là do ai? Do con gái của ông Andrew Độ, là một trong những cái thành tố quan trọng điều hành cái tổ chức đó trong một thời gian khá dài. Và chúng ta thấy là những cái đồng tiền gọi là COVID-19 đã rót vào như vậy đó, người ta thấy rằng nó có cái dấu hiệu, và lực lượng FBI đang đi đến, họ tìm hiểu những, họ thu thập các cái chứng cứ. Cái vụ việc này nó bùng nổ lên đến nỗi mà chúng ta thấy rằng báo chí ở Mỹ người ta đã lên tiếng rất dữ dội. Hàng loạt đài báo, truyền hình, báo giấy, báo mạng, và đi đến đâu cũng nghe râm ran nói về một cái người gốc Việt An Rudo, một giám sát viên của cái khu vực 1. Tại bây giờ đứng đứng vào cùng với con gái của mình, họ cho rằng có những hoạt động mang tính chất là khuất tất. Họ đặt cái vấn đề mua những cái căn nhà chỉ có 5 người thôi trong cái tổ chức đó, cùng với con gái ông An Nuôi Đỗ đó. Mua 6 căn nhà trong cái thời điểm mà nhận cái tiền tài trợ của chính phủ để mà lo cho người già, lo cho người yếu, lo cho những người khuyết tật. Nhưng mà những đồng tiền đó ở đâu vậy? Và quận người ta đã khởi kiện, và người ta nói rằng đó là những đồng tiền đó có thể là đồng tiền mua nhà, họ đã sử dụng không đúng mục đích. Và vụ việc nó đổ bể ra giống như một hũ móng thối đó, nó vang vọng cả một cái vùng quận Cam. Những người Việt nhiều khi là họ đi làm họ vất vả, họ cũng ít quan tâm đến các thông tin chẳng hạn, thì nhiều người cũng không biết. Nhưng mà đa phần thì những người sống trong cái vùng mà quận Cam, những người mà để ý vấn đề chính trị, kể cả dòng chính, kể cả người bản xứ, thì người ta đều biết cái việc này hết. Và trong mấy ngày vừa qua thì người ta cười chê. Cái cười chê đó làm xấu hổ tới cộng đồng người Việt quý vị. Chính chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số người, thì họ với cái thái độ họ rất là khinh miệt, khinh bỉ. Họ cho rằng có dấu hiệu của tham ô, của nhũng nhiễu, của vấn đề biển thủ công quỹ. Chúng tôi phải dùng cái từ rất là rõ ràng nha quý vị. Có dấu hiệu. Chắc chắn là có dấu hiệu. Không có dấu hiệu FBI nó xuống làm cái gì. Một cái người bình thường không có cơ sở nào có thể là nghi ngờ người ta là đang là nghi phạm của một cái vụ án, thì FBI họ vào làm cái gì? Nếu mà vụ kiện dân sự thì FBI họ vào làm cái gì? Cục điều tra liên bang, điều tra liên bang của Mỹ, họ không có điều tra những cái vụ án dân sự, hành chánh cũng không có điều tra nữa. Một ông chạy xe quá tốc độ thì FBI họ xuống họ điều tra làm cái gì? Họ đâu cần. Chỉ khi mà họ muốn điều tra tìm kiếm những cái chứng cứ mà họ cho rằng đó là những cái chứng cứ có thể đi đến cái việc kết tội hình sự trong một vụ án có thể nói là đặc biệt nghiêm trọng. Một cái vụ án mà nó nằm ngoài cái phạm vi điều tra của sở tại,
của quận hạt hay là của tiểu bang, mà đây là lực lượng của liên bang. Mà liên bang họ đến như vậy, FBI họ đến như vậy, họ đến rầm rộ, họ cầm súng rồi lâm le lên tay, họ chĩa thẳng vào trong nhà. Sáu người cùng một lúc để mà cùng gõ cửa, chúng ta thấy rất là kinh khủng. Hai người thì chĩa thẳng vào trong cái cửa chính, hai người thì phụ trách một cái mảng cửa sổ máy bên trái, hai người phụ trách cái mảng cửa sổ máy bên trái phải. Bất cứ một cái động tĩnh nào trong cái ngôi nhà nó xảy ra một cách bất thần đó, là đảm bảo những cái hỏa lực của sáu cây súng đó có thể là nó sẽ khai hỏa ngay lập tức. Và cái sự việc đó là sao, là sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đương đầu, sẵn sàng để mà tìm các cái chứng cứ đối với những cái kẻ, những cái người nằm trong cái phạm vi này, họ là hoàn toàn là những người tình nghi chứ. Và đến bây giờ cái vụ việc đó nó đổ bể ra một cách kinh thiên động địa như vậy, và chúng ta thấy là những cái kẻ đó, những kẻ mà chống cộng dữ dội, những kẻ mà hô hào rồi dữ dội rồi các thứ, những cái đám truyền thông mà gọi là chống cộng rồi đó, những cái đám YouTube dơ mà lúc nào múa mai múa chân ở lớp 7 trường làng, như là Trường Quốc Huy, như là N10TV, như là Trần Nhật Phong, tại sao hôm đó nay không lên tiếng gì hết? Sonny đâu đâu? Tại sao ông Công Cổ lên nói đi, ở đây có cái gì khuất tất hay không? Còn ngay cả những cái đám dân cử, một đám những cái dân cử từ trên xuống dưới, chúng tôi chỉ mới thấy được hình như là chỉ có bà Janet Nguyễn, chỉ có là coi như là ông, chỉ có bà Janet Nguyễn, ông Jimmy Phạm, một ứng viên thôi, là ông Jimmy Phạm chứ không phải là dân cử. Bà Thái Việt Phan là phó, thị phó của thành phố Santa Ana thì bắt đầu lên tiếng. Và bà Janet Nguyễn cũng đang là một ứng viên của ở bên cái vị trí là giám sát viên quận Cam thì bà ta lên tiếng. Còn đa phần những người khác chúng tôi chưa thấy có lên tiếng gì cả. Có chứ không phải không có, có một vài người có lên tiếng nhưng theo kiểu là gọi là họ cải chài cải cối. Cải chài cải cối mà theo cái kiểu mà lý luận cùng đó thì chúng tôi cho rằng đó là rác, chúng tôi không ý kiến. Thí dụ như họ đưa ra cái lý do rằng là đây là cái vụ việc mà đang điều tra, đây là cái vụ việc mà chưa đến đâu, chưa có kết luận, chưa tòa án chưa phán quyết và cũng chưa có bắt giam, thì tại sao mà mình đi nhận định nhận xét, mình để ý người ta làm chi? Hãy để cho chính quyền làm, hãy để cho tòa án họ làm đi, rồi sau này mình hỏi nói. Thì nhớ với những cái nhận định, với những cái lý luận theo kiểu đó, đó là chính họ tự vả vào trong mặt họ. Và đó là những cái lý luận thấp hèn. Bởi vì sao? Ở đây họ lúc nào họ cũng nói đó, họ cũng chê bai trong Việt Nam, họ nói là ở trong Việt Nam là lúc nào người dân phải lên tiếng, phải có ý kiến, quý vị phải dùng lên, quý vị phải nói với chính quyền, quý vị để giành quyền này, giành quyền kia, giành quyền nọ. Không có để gọi là dân đừng lo, để đảng lo. Trong khi ở đây thì bây giờ sao, đụng chuyện tới cái đồng bọn của họ, tới phe nhóm của họ, tới người của họ thì họ công cổ lên, họ nói hãy để đảng lo, để nhà nước lo, để chính quyền lo, để FBI lo, để tòa án lo. Còn mấy vị là những công dân, quý vị phải cú gục mặt xuống đi, chuẩn bị đừng có nói gì hết. Rồi báo chí cũng vậy, đừng có cất tiếng lên nói tụi bay là YouTuber, tụi bay là báo chí, tụi báo chí kia chỉ biết đưa tin thôi, không đừng có lên bình luận. Trong khi đó họ công cổ, họ chửi những cái báo chí trong Việt Nam. 800 tờ báo gì đó cũng do có một cái tổng biên tập. Nói giống nhau, đưa tin giống nhau các thứ, không có dám phân tích, không dám này, không dám kia. Nhưng mà trong khi người ta phân tích rần rần, một cái vụ án tham nhũng chúng ta thấy báo chí tới đăng rần rần, nó soi ở mọi khía cạnh luôn. Một cái ông là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị gì á, họ soi không còn cái gì hết, họ đem ra họ xử múc khung luôn. Trong khi đó thì cái đám ở đây nó đã bưng bô mà nó đưa ra những cái lý luận mà giống như tiểu học như vậy, giống như con nít. Chúng ta thấy thấp hèn không? Khiếp đảm thiệt. Đến bây giờ 50 năm là những cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này vẫn còn bị ru ngủ bởi cái đám này, bởi cái đám vô liêm sỉ. Không biết nó học hành cái gì, nó nói học luật, học léo, học kỹ sư này, kỹ sư kia, mà cái nhận thức của nó là đà, cũng không khác gì cái thằng lớp 7 trường làng. Và nó vẫn đang muốn xỏ mũi cái cộng đồng này, vẫn muốn ru ngủ cái người Việt trưởng thành ở hải ngoại này.
họ đâu có khờ khạo đến cái mức như vậy nữa. Bây giờ một cái nghi án tham nhũng rất tồi tệ, xấu xa, kinh khủng. Và đối với những người làm báo, làm truyền thông hay là ngay cả người dân đi nữa, người ta được quyền bình luận chứ. Được quyền dự đoán, được quyền đánh giá, được quyền đưa ra ý kiến chứ. Và đặc biệt là đối với những người làm báo đó, mà trung thực và là có kỹ năng và là có bản lĩnh, thì người ta càng phải đi sâu vào trong hướng đó. Và trong cái báo giới là trong cái lĩnh vực mà gọi là điều tra đó, phóng sự điều tra đó là những cái người kỹ thuật rất cao và có trình độ, không phải ai cũng dễ làm đâu. Và rất cần những cái người như vậy để làm chi? Để nó mới thể hiện cái sức mạnh của cái mà người ta thường hay vỗ ngực và người ta hay là tôn vinh đó. Đó là cái quyền lực thứ tư. Ngoại trừ lập pháp, hành pháp, tư pháp ra, họ nói là quyền hạn của báo chí. Báo chí mấy anh quan sát chứ. Mấy anh để ý người ta, mấy anh giám sát các cơ quan công quyền chứ. Mấy anh không có điều tra mà khi mà cơ quan công quyền họ nói cái gì, cái mình nói lại, như vậy là mình là cơ quan tuyên truyền, mình là cái loa phóng thanh. Mình là đưa tin, chứ mình đâu phải là báo chí. Mình đâu phải là truyền thông. Và nói ở góc độ của công dân, mình chả phải là công dân có trách nhiệm. Mình bầu họ lên, mình ẩm nó, mình bế bồng nó lên, ngồi trong đầu trên cổ mình. Nó ngồi một cái chỗ có quá nhiều rượu thịt, quá nhiều tiền của nó, ngồi một đống tiền ở ngân sách là tiền thuế của dân đóng vào trong đó. Rồi mặc xích thu chi. Nó đưa cho con nó, nó đưa tổ chức hậu coi như là sân sau. Nó lòn cho một cái đám gọi là đồng đảng, đồng bọn, những cái youtuber, những cái công ty, những cái doanh nghiệp tài lọt ở bên dưới theo phe cánh hữu của mình, thông qua cái gọi là chi cứu trợ Covid-19. Trong khi bao nhiêu người khác thì sao? Họ có được hưởng như vậy hay không? Có công bằng cái quái gì? Cái đám này nó công bằng cái gì? Đến bây giờ mà báo chí nó phanh phui ra như vậy. Và một điều rất là nhục nhã cho cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại là báo chí ở đây người phanh phui đó, cũng là cái tờ LAX, tờ báo Mỹ, rồi những cái tờ báo ở trong khu vực cũng là những cái báo Mỹ, họ phanh phui ra trước, rồi FBI họ nhảy vào, họ vào cuộc, thì người Việt bắt đầu mới vỡ lẽ ra. Người Việt bắt đầu mới bần thần, mới hụt hẳng, mới nhục nhã. Mặc dù là chưa có tội, nhưng mà nội mà FBI nó đến nó gõ cửa như vậy, nó đến nó điều tra, nó làm lung tung, người ta thấy nhục rồi. Mình là một cái đương chức, mình một cái người đại diện của dân, một niềm hãnh diện của cái cộng đồng cờ vàng, một cái con cưng của cộng đồng cờ vàng, cộng đồng tị nạn. Chúng ta lớn qua bên Mỹ này, chúng ta là coi như là bao nhiêu năm nay, bây giờ chúng ta nhìn lại thấy cái con cháu, con cưng của cộng đồng nó trưởng thành. Một đứa nó học luật sư, nó học kỹ sư gì đó, bây giờ nó trở thành là đại diện, nó ngồi trên đầu trên cổ của kể cả sắc dân Mỹ luôn nữa. Nó đại diện cho cái người Việt trong cả một cái khu vực như vậy. Nó vào trong quận, nó vào vị trí cao các thứ, nó mang cái niềm là tôn vinh của cái người Việt vào trong đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ nó đứng trước một cái nghi án. Nghi án là có khuất tất, có phe phẩy, có cánh hậu, có ưu đãi cho con gái mình, cho tổ chức con gái mình. Để rồi từ đó đó, nó tạo ra một cái cơ sở để mà cái tổ chức của con gái mình và những cái người bạn của nó trong cái tổ chức đó bây giờ đang đứng trước một cái nguy cơ có thể là bị buộc tội. Và trước mắt là đang bị cáo buộc là sử dụng tiền thuế của dân, cái công quỹ đó một cách trái phép, hay nói một cái từ dễ hiểu hơn là không đúng mục đích. Và những cái kẻ mà họ bên vực, họ nói rằng ông Andrew đó có chi cái đồng tiền đó cho cái tổ chức, ngay cả con gái mình cũng không có gì để sai pháp luật. Có chăng là chỉ sai về mặt đạo đức là ông ta lẽ ra phải nên nói rằng cái tổ chức đó có con gái tôi. Cho nên cho biết các đồng viện biết là mấy vị mà có cho tiền cho tổ chức đó là trong đó có tổ chức con gái, có con gái tôi trong đó. Thì quý vị có muốn cho thì cho, mà ngay cả có cho thì cũng chả sai. Thì họ nói cái chỗ này đó là chúng ta thấy lại một lần nữa buồn cười.
buồn cười một lần nữa, cho thấy họ thua quá xa Cộng sản luôn, Cộng sản Việt Nam. Cái mà họ hay chống, họ rêu rao, họ nói dữ dội, họ nói lúc nào ở Mỹ chúng ta có tự do, có trọng pháp, chúng ta là chặt chẽ, chúng ta là coi như là không có tiêu cực, không phải như ở Việt Nam đốt lò đốt liếc các thứ, tham nhũng tràn lan các thứ, mà trong khi ở đây thì sao? Ngược lại thì ở Việt Nam đối với những cái trường hợp như vậy, người ta có 19 điều đảng viên không được làm. Họ có những cái điều họ quy định rất rõ ràng, các quan chức không có được làm những cái điều như vậy. Con cháu mình, dâu rể mình, thậm chí là họ còn tới hai ba đời xa hơn, họ tính còn xa hơn chứ không phải là con gái không đâu, con cái không đâu, thậm chí là vợ em, vợ anh rể, dì rể, rồi cha mẹ ông bà luôn nữa kìa. Họ thấy là họ biết liền à, cái đồng tiền chạy đâu họ biết liền. Bây giờ đi những điều đó là sao, họ lôi đầu xuống ngay lập tức, tức nghĩa là nếu mà như vậy thì cộng sản họ họ quyết liệt hơn đó chứ, và chống tham nhũng dữ dội hơn ở đây chứ. Ở đây bây giờ nói rằng ông ăn ru mà có chi tiền cho cái tổ chức con gái mình đi, chả có gì sai hết. Như vậy là chi chi con gái mà nó gần quá mà còn không sai, như vậy là chi cho em vợ là càng không sai, chi cho thằng anh rể càng không sai, chi ông bạn cố nội còn không bao giờ sai. Như vậy rồi tại nó là sao, cái quan hệ nó xa hơn cơ mà. Như vậy là một kẻ làm quan đó, giống phong kiến rồi quý vị, không có gì sai đó. Luật pháp Mỹ không có quy định, luật pháp Mỹ không quy định, vậy là có lỗ hổng không? Như vậy luật pháp Mỹ có tiên tiến chưa, có tiến bộ bằng cái xứ cộng sản chưa? Trong khi chửi cộng sản và quay quay lại cộng sản, họ đấu tranh, họ chống tham nhũng còn dữ dội hơn mình, họ triệt tiêu tham nhũng dữ dội hơn mình, mầm mống là họ bụp rồi. Đến bây giờ đó, quận họ tố cáo rằng cái tổ chức FAST sử dụng những cái đồng tiền lên tới hàng triệu Mỹ Kim, thậm chí là lên tới cả chục triệu Mỹ Kim, không có chứng từ gì hết đó. Không có hóa đơn gì hết đó, không có sao kê. Khi mà không ai mà chúng tôi dùng cái từ sao kê nữa cho quý vị hiểu đó, thì có nhiều kẻ họ nói rằng Minh Giang là họ dùng cái từ cộng sản, của từ Việt Nam có từ cộng sản chứ từ quốc gia. Những người mà sống ở hải ngoại này đó mà họ hay vịn vào cái chữ cộng sản để mà họ kiếm cơm, đó là những người họ đang sử dụng từ cộng sản đó, và họ đang sống nhờ cái chữ cộng sản đó. Nếu mà không có cái chữ cộng sản đó chắc là họ cũng chả bao giờ kiếm cơm được. Chúng ta đã thấy rồi, những cái YouTuber giống như Triệu Huy, giống như Trần Nhật Phong lúc nào cũng xoắn cũng xoắn gây quỹ gây quéo ủng hộ Trump, cờ vàng cờ béo, rồi lúng túng. Đó là mấy người mới dùng từ cộng sản đó quý vị. Tại sao? Tại nó đập báo đảng rồi nó soi rọi những cái vấn đề trong Việt Nam, nó lật ngược lại, nó nói ê a cho quý vị nghe, nó ru ngủ quý vị. Đó là nó đang truyền truyền, nó đang tiêm nhiễm, nó đang sử dụng những cái từ ngữ cộng sản cho quý vị. Quý vị thấy nghe như vậy mà nghe cái tầm nhìn ở lớp 3, lớp 7 riết là nó quen. Cho nên bây giờ khi mà xảy ra một cái vụ tham nhũng, bây giờ chúng ta cũng chưa nói là kết luận tham nhũng, nhưng mà chúng tôi nói là một nghi án tham nhũng, một nghi án tham ô, tham ô chứ. Với cái định nghĩa theo cái góc nhìn theo luật pháp của Việt Nam thì chúng tôi chỉ biết tới đó thôi. Chúng tôi chỉ biết một định nghĩa một hành vi như vậy, ngay cả một cái tổ chức, không phải là một tổ chức nhà nước đi, một cái công ty tư nhân theo luật pháp Việt Nam, một cái công ty tư nhân, công ty mà cổ phần mà anh biển thủ tài sản của công ty cổ phần anh cũng vẫn bị tội tham ô, chứ đâu cần phải là biển thủ của tiền của nhà nước. Còn ở đây tiền của quốc gia quý vị, tiền của những người như là chúng ta phải đi làm, sáng là 7 giờ sáng là phải đi làm tới 4 5 giờ chiều về, có người làm khuya hơn, có người làm ca đêm ca ca ngày, làm luôn chủ nhật và phải nai lưng là đóng thuế cho cái chính quyền này. Chính quyền Hoa Kỳ đóng thuế ít lắm sao, rất là kinh khủng. Những người mà độc thân đóng thuế dã man luôn, kinh khủng luôn. Nhưng mà họ đóng thuế thì họ cũng vui vẻ là bởi sao, họ cũng đi làm và họ cũng hy vọng là cái tiền đó an sinh xã hội sau này họ sẽ được đáp lại, và họ cũng nghĩ là cái tiền đóng thuế đó sử dụng đúng mục đích để giúp cho cái nước Mỹ nó ngày càng tốt đẹp hơn. Ở đây thì nó lại bị phân cho cái gì, phân cho gia đình mình, phân cho
một cái tổ chức và đến bây giờ cái tổ chức đang bị tố cáo rằng sử dụng cái đồng tiền đó bất chính, không có giải trình được, sử dụng không đúng mục đích. Thậm chí nói nặng hơn, người ta còn nói rằng những cái đồng tiền rất có thể là sẽ sử dụng để mua cho những vấn đề riêng tư như là mua nhà. Kinh khủng luôn quý vị. Thối nát không? Nhục nhã không? Quá đi chứ. Và đến bây giờ sao? Tại sao những cái kẻ như là Trương Quốc Huy nó gục mặt xuống hết, nó im re, nó không nói gì hết. Như Trần Quốc Phong hay lắm mà, chống cộng là dữ dội lắm. Bắc Kinh, Trung Quốc rồi các thứ, Việt Nam rồi này kia cái nọ, xoan ly rồi đó, giải cứu cho nọ là thắp nến rồi làm cái gì mà cầu nguyện rồi đọc văn bản đọc rớp 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 đại diện cho bà Michelle Steele lên thắp nến cho Minh Tuệ rồi cầu nguyện Minh Tuệ. Minh Tuệ có bị bắt đâu, chưa gì lại rần 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 rần. Mà Minh Tuệ có gì đâu ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống ở hải ngoại này đâu mà tự nhiên là xạo xạo. Trong khi đó ngay trước cái mỏ mình đây nè, một cái nghi án về tham nhũng rất kinh khủng đây nè. Hàng triệu Mỹ Kim mà gọi là ủng hộ cho những người già trong cái lúc Covid-19 đang bị đứng trước một cái nguy cơ, đứng trước một cái cáo buộc rằng có thể là biện thủ đó. Tại sao mấy lão, mấy vị hô hào chửi cộng sản là dữ dội lắm, mà tại sao ở đây sao? Không nói, bảo vệ cái gì, chính nghĩa ở chỗ nào? Một cái đám xạo láo, một cái đám làm ngơ trước tất cả mọi thứ. Cái chỗ của mình á, chân mình thì lắm bê bê, lấy đuốc lại rê chân người. Những cái chuyện xa xôi hơn nó ru ngủ cái cộng đồng này. Còn ở đây tại sao nó không dám cất miệng lên quý vị? Tại sao vậy? Có phải được hưởng mua móc gì không? Có phải là đồng bọn không? Có phải là được trám họng hay không? Tại sao hèn hạ như vậy? Tại sao gục mặt xuống hết? Trong tất cả luôn, kể cả những dân cử, kể cả những cái giới truyền thông, kể cả đã những cái đám đảng phái mà hô hào chấn cộng chấn kẹo, trước một cái sự bày hài như thế này quý vị phải lên tiếng chứ. Hoặc quý vị qua ủng hộ, đúng rồi, con gái ông đổ làm như vậy là đúng, ông ăn rua làm như vậy là không có gì sai hết, chúng tôi là đại diện cờ vàng, chúng tôi bảo vệ tới cùng cái người này, chúng tôi cầu nguyện cho người này, chúng tôi lên tiếng bảo vệ tới cùng cho họ, bởi vì họ là người Việt Nam yêu quý, và họ có làm sai nữa cũng là con cưng của cộng đồng. Cứ nói quý vị, quý vị cứ nói như vậy đi. Trong khi đó có một vài những người đó sớm lên tiếng, ví dụ như bà Thái Việt Phan, ví dụ như bà Janet Nguyễn, họ yêu cầu làm rõ, họ yêu cầu phải điều tra như là chim mì, thì bắt đầu có một cái số những cái đám mà nó bắt đầu nó quay lại, nó muốn chỉ trích những người đó. Họ yêu cầu làm rõ là đúng rồi chứ gì nữa, ngay cả chúng tôi cũng yêu cầu làm rõ. Làm rõ như vậy cũng là bảo vệ ông ăn rưu đổ đó, cũng bảo vệ gia đình ông ta đấy. Tức nghĩa là sao? Mấy anh làm rõ đi để trả lại sự công bằng cho ông ăn rưu, cho con gái ông ăn rưu, cho những người có liên quan cái tổ chức VAS. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không có đủ chứng cứ, mấy anh phải tuyên bố là không có đủ chứng cứ để trả lại cái thanh danh cho họ. Cho nên cái việc mà làm rõ trong cái vấn đề này, FBI phải sớm đi đến một cái kết luận sớm để mà tìm ra chân tướng đó, là cách bảo vệ luôn cho gia đình ông Trudeau chứ không phải là hãm hại đâu. Và khi mà họ tôn vinh, họ thờ phượng cái nước Mỹ lúc nào cũng nói nước Mỹ hạng nhất, là quý vị phải tin tưởng vào cái luật pháp Hoa Kỳ chứ. Tin tưởng vào cái sự công minh của nước Mỹ và phải tin tưởng vào cái cách làm việc của FBI chứ. Còn ngược lại quý vị thì hãy đả phá đi. Hãy chửi thẳng lực lượng FBI rằng là làm tầm bậy, luật pháp Hoa Kỳ làm tào lao. Và đi đến như vậy là làm nhục, là không có cơ sở, là công an trị, là chính quyền trị, hay là như thế nào? Đây là cái điều mà chúng ta thấy nha. Rất là cái gì quý vị? Rất là buồn cười. Và chúng ta có thể nói rằng đây là một vụ việc có thể nói rất là kinh thiên quý vị. Chưa biết là thời gian tới sẽ là như thế nào. Tuy nhiên dưới góc nhìn của những người ở Việt Nam, những người sống trong cái cộng đồng ở vùng Lý Đô Sài Gòn này hay là cái vùng quận Cam, ngay cả những người ở tại Mỹ cũng vậy, họ phải lên tiếng chứ.
xung quanh đều phải lên tiếng hết. Và tại sao những người như mà Trương Quốc Huy, như Trần Dương Phong, người tại sao không lên tiếng? Những kẻ chống cộng dữ dội, son ly đồ cái gì lung tung cho ngầu, múa ma dữ dội. Khi mà căng cờ vàng nhảy sân khấu nói dữ dội là rằng chúng ta phải đấu tranh dân chủ, nhân quyền, nhân quyết và đủ thứ chuyện. Ông Trí Tạ rồi đâu, và Michel Steele rồi đâu, nguyên một cái đám gọi là dân cử cờ vàng cụi đâu, tại sao không lên tiếng vụ này? Phải nói không với tiêu cực chứ, chúng tôi quyết liệt chống tham nhũng, chúng tôi là phải như thế này thế kia chứ. Hoặc là chúng tôi bảo vệ ông Andrew và gia đình ông ta tới cùng, chúng tôi là đã phá và lên án FBI, lên án chính quyền Hoa Kỳ. Phải có ý kiến, quý vị phải có ý kiến. Không thể ngồi yên được, nếu mà ngồi yên như thế này là thấy rất là buồn cười. Thì có lẽ là chương trình của chúng ta cũng đã dài rồi, chúng tôi tạm thời kết thúc ở đây. Và sẽ trở lại quý vị về đề tài này nữa trong rất nhiều video clip nữa. Chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.